Chúng ta đang làm việc ở cái phần lệnh linh kiện. Thì vừa xong cái phần cài đặt cả cái thư viện, bây giờ sang cái phần là đặt linh kiện lên bản vẽ. Thì ở cái nội dung mà đặt linh kiện lên á, chúng ta có sổ một số cái nhiệm vụ phương pháp. Một là để giới thiệu cái tham số của linh kiện. Sau đó là đặt linh kiện, đặt hết toàn bộ. Đấy. Cách thứ nhất đặt hết toàn bộ linh kiện, đặt xong mới chỉnh cả cái tham số sau, hoặc là ta vừa đặt linh kiện lên đấy, nhưng quá trong quá trình đó ta chỉnh, vừa hiệu chỉnh cả cái tham số. Ở đây thì sử dụng cái phím mà tab. Cách tiếp theo là đặt một linh kiện đấy, sau chỉnh tham số, chỉnh xong rồi copy copy bát ạ. Đấy, ra những tham số khác. Khi copy này thì nó sẽ copy luôn cả cái tên định danh. Đấy, và sau đó ta phải đặt lại cái tên định danh designer. Đấy. Thì có ba cái cách để mà đặt và chỉnh cái tham số. Đấy. Thì thường á, cái cách thứ ba này, cách mà đặt một linh kiện, sau đó thì chỉnh tham số. Chỉnh xong xuôi thì bắt đầu copy cái linh kiện đó. Đấy. Sau đó thì mình đặt lại cái tên định danh cho nó. Đấy. Cái nội dung tiếp theo là quay quay linh kiện này, trong khi mình đặt. Đấy. Và quay sau khi đã đặt rồi thì cách như nào sử dụng ở đây là cái quay á, thì sử dụng cái phím là space ở trên bàn phím. Lật đấy, lật linh kiện đấy. Trong khi đặt theo hai chiều x và y. Đấy. Hai chiều x và y, hoặc là lật sau khi đặt đấy, cũng theo chiều x và chiều y, thì sử dụng cái phím mà phím x và y luôn. Ở trên bàn phím nó có cái phím x và phím y, chữ y á, chữ y và chữ x, dùng hai cái này để mà quay mà lật linh kiện đấy. Quay thì dùng space đấy. Còn để chỉnh tham số thì phím tab. Thì ta bây giờ sẽ lấy một linh kiện, ví dụ như đây là cái thư viện của các linh kiện phổ thông, dùng một cái điện trở đi, register đấy, mình nhận chưa ES thì nó sẽ ra cho mình đó, các cái linh kiện ở đây. Đấy, bây giờ mình đặt nó gọi chữ play ở đây. Đấy, kéo này ra thấy này, play không, play thì mình đặt xuống. Đây là cái bản vẽ của ta. Đấy, phóng to ra chút cái này, thì mình đặt xuống cái này. Đấy. Cái này nó gọi là đặt xong, đặt hết tất cả, vì mình cần 10 cái điện trở đi, đặt hết 10 cái. Khi mà đặt thì cứ ấn cái chuột chạy thôi. Đấy, kích vào đây, play vest. Đấy, ấn chuột chạy thì nó sẽ thả xuống. Đấy, thả xuống xong nó cho tiếp thả cái tiếp theo, ấn chuột chạy liên tục vậy đó. Đấy. Còn nếu mà muốn kết thúc thì ấn chuột phải, như phải nó sẽ ngắt. Kết thúc cái lệnh này. Sau đó ta vào ta chỉnh các tham số. Thì ở đây là giới thiệu các tham số của một linh kiện. Thì bao giờ phía trên này này, nó sẽ có một cái cửa sổ là property, tức là những cái thuộc tính của nó. Thì cái tham số mà quan trọng nhất ấy, là cái tên định danh designator này này. Thì ở đây nó có ever chấm hỏi. Đấy, tức là ever thì nó tắt của cái từ register đó, điện trở. Còn cái chấm hỏi này khi mình đặt xuống thì mình để ấy, thì nó sẽ ra cái chấm hỏi ở bên này. Đấy. Đấy. Và nếu như mình sửa thì mình có thể gọi ever1. Và tức là mình đặt cái tên định danh nó ever1. Và cái ở đây bên cạnh nó có chữ visible, có nghĩa là có thể nhìn thấy. Đấy. Nếu mình để chữ visible thì mình sẽ nhìn thấy ever1 đây. Đấy. Và nếu như mình bỏ cái này đi thì nó sẽ không nhìn thấy cái ever1 đấy. Tức là nó không, nếu mà mình bỏ cái visible thì mình sẽ không nhìn thấy được.
Cái này thường là mình để visible. Và bên cạnh thì nó có thêm chữ lock. Locked tức là có khóa nó hay không. Đấy. Nếu mình lock nó thì sẽ không sửa được bên này. Đấy. Còn nếu mình không lock thì mình cho phép mình sửa. Đấy. Thì thông thường thì mình sẽ để không lock, tức là không tích vào cái này. Cứ để như thế này, này. Tích mỗi cái visible thôi. Còn cái comment là cái chú thích thì đây là nó ghi là get get mode. À, là cái điện trở một. Đấy. Mình để visible thì mình sẽ nhìn thấy. Đấy. Đây. Đấy. Tuy nhiên là cái này á, mình nhìn thấy ký hiệu mình biết là nó điện trở rồi. Nên mình đặt thêm cái chữ comment vào nó sẽ làm cho cái mạch của mình nó hơi khó nhìn, nó hơi vàng vàng một chút. Nên mình sẽ bỏ nó đi như thế này. Đấy. Thì mình sẽ không thấy cái chữ vét này thì nhìn nó gọn hơn. Còn dưới này là cái mô tả, cái description là cái mô tả đây nó ghi là một cái vector, đó là một cái điện trở. Đấy. Xong rồi theo cái kiểu chuẩn này, style, đấy, nó có nhiều kiểu, thường nó là kiểu chuẩn. Đây là cái ô đầu tiên ở trong cái cửa sổ tham số for body. Đấy. Đây là những cái thuộc tính của nó. Đấy. Ngoài ra thì có thêm một cái tham số nó cũng khá quan trọng là cái giá trị. Đấy. Đấy, thì ở bên cái chữ là parameter đây nó còn ô này, nó sẽ ghi những cái tham số như là giá trị này, những cái ngày chỉnh sửa, ngày xuất bản gì đó, vân vân. Thì thôi mình thường là mình sẽ quan tâm đến cái chỗ value này. Đấy. Ở đây là cái giá trị mình ví dụ 1k chẳng hạn thì mình để cho 1, mà mình muốn sửa thành 10k thì mình ghi cho 10 ở đây. Đấy. Hoặc là mình ghi theo kiểu là nó chỉ là kiểu string thôi, mình ghi kiểu gì cũng được. Đấy. Cái kiểu nó là kiểu string ấy. Là mình ghi 1k2 chẳng hạn, 1k2. Đấy. Đấy. Và bên này có một cái cột visible. Thì mình có cho nó hiển thị ra hay không? Đấy. Mình có thì mình tích vào đây là có visible. Đấy. Nếu mà mình không muốn hiển thị cái giá trị này mình bỏ đi. Cái này thì nó sẽ không hiển thị cái giá trị của nó ra. Đấy. Và nếu mình tích vào đây thì nó sẽ hiển thị cái giá trị ra 1k2. Mình có thể di chuyển nó lên đây. Đó. Và để can thiệp vào những cái này mình có thể tích vào cả cái thân con linh kiện này này. Đấy, tích tích đập vào. Nó sẽ ra cái này. Đúng không? Ra cái bảng để mà các cái tham số của linh kiện là mình hiệu chỉnh. Đấy. Hoặc là mình kích cái chuột phải đó lên và mình chọn cái property ở phía dưới. Đây. Nó cũng ra cái này. Đúng không? Hai cách để mình truy cập đến cái bảng đó. Cái cửa sổ thuộc tính của nó. Đây là cửa sổ cả cái tham số của nó. Nhưng mà nhanh nhất thì mình cứ kích đúp đi. Trường hợp kích đúp cũng được thì mình mới ấn chuột phải và chọn vào cái property. Vào cái mình có thể truy cập trực tiếp vào một cái tham số ví dụ là giá trị luôn. Đấy, mình kích vào cái phần giá trị ấy, để chuột lên cái phần giá trị này. Đấy, sau mình kích đúp nó thì sẽ ra cái cửa sổ mà nó là value. Đấy, giá trị là 1k2 và mình có cái gì visible ở đây. Đấy. Và nếu mình muốn giá trị này nó fix luôn thì mình ấn lock thì nó sẽ khóa luôn. Đó, không thay đổi được. Thì đây là một số cái thuộc tính nhỏ của cái thuộc tính này. Ví dụ như màu chữ của cái hiển thị này nọ kia thì mình không cần quan tâm. Đấy, nó không quan trọng lắm. Cứ để cái màu này được rồi. Đấy. Rồi. Như vậy là ngoài cái tham số tên định danh này, comment này thì còn thêm một cái tham số là value, là tham số cũng khá quan trọng. Đó, ba cái tham số đấy. Tiếp theo. Ở đây nó có một cái thư viện liên quan đến cái component. Đấy, nhưng mà link đến cái thư viện của nó. Thì ở đây nó có cái thư viện chữa cái component này là có chữ device này, thư viện đa phổ thông. Miscellaneous hả? Đấy, device. Rồi, thêm một cái điều chỉnh. Ví dụ ở đây nó có add này. Trong cái tham số này mình muốn add thêm cái gì thì mình add ở đây. Nó tên ở bên này. Đấy. Add thêm giá trị bên này. Ví dụ như là tên là sai số đi chẳng hạn, đúng không? Đấy. Và bên này là 5% đi. Đấy. Và mình cho nó ra thế này. Đó, thì nó sẽ thêm một cái sai số nữa và 5%. Mình cũng cho nó visible xem.
thì nó sẽ ra cái gì đó, thì nó gọi thêm cái size chỗ 5% ở đây. Thì ở đây là error mode, tên định danh giá trị là 1 ký 2, sai chỗ của nó là 5%. Còn không thích thì mình tích nó đi thì nó sẽ mất. Còn muốn add thêm thì add này, muốn bỏ thì ấn remove nó sẽ mất đó. Và một edit, edit thì kích vào đây để sửa, nó kích trực tiếp vào đây sửa cũng được này. Đấy, còn không thì kích vào đây thì nó ra cái này mình sửa. Bây giờ ở phía dưới này, đây ở dưới này nó có thì model đấy. Mà trước khi đi vào cái phần model này nó hơi lằng nhằng chút thì ta đi cái phần dễ hơn, đó là cái edit bin. Bin tức là cái chân, cái con điện trở thì nó có hai cái chân hai đầu, thì ở đây nó có cái cửa sổ mô tả cái chân. Cái chân là số 1 đấy, không, số 2, name là 1 2. Đấy, và ở đây là cái phần phần 2D á, phần PCB của nó là AXIAL-0.3. Đấy, 1 2. Đấy. Bây giờ mình muốn hiển thị cái chân nào á thì mình sẽ, đây nó có chữ sâu này. Đấy. Đó. Sâu là để hiển thị nó ra, sâu nó ra ngoài mình nhìn thấy được. Nếu mình bỏ đi thì mình sẽ không nhìn thấy được. Đó. Đúng không? Cái phần này nó mất này. Đấy, so cái này nó bị mất đi một ít này. Đó, chân bên này, chân số 1 mình là không sâu nó ra. Đấy, chân thứ 2 mình sâu nó ra này. Đấy, giờ mình bỏ sâu ở hai chân đi. Đó, thì nó mất luôn này, hai bên này. Đấy. Giờ mình phải sâu nó ra để mình nhìn thấy chứ. Đấy. Mình có thể thêm chân ở đây, add. Đấy, nó cho add thêm. Đấy, nhưng mà điện trở thì nó chỉ có hai chân thôi, nên ta remove cái này đi. Đó. Thể edit ở đây. Đấy, ví dụ edit cái này. Đó. Đấy, xem một cái cửa sổ của cái chân và mình edit nó. Ví dụ tên của chân là số 2. Nó cũng có tên định danh của cái chân. Đấy, về kiểu kiểu điện của nó là kiểu gì? Thụ động, passive hay là kiểu input hay output, hay là vừa input vừa output, hay là open connector, hay là trở kháng cao cái gì đó, hay là chân nguồn, thì mình có thể lựa chọn ở đây để mình edit cái chân của nó. Đấy. Trong các cái ký hiệu đấy, liên quan đến cái chân này, đây nó có ký symbol là cái ký hiệu của nó, inside này. Đấy. Đấy, ví dụ ký hiệu của không có symbol thì thôi. Đấy, ví dụ cái thằng dòng cao thì thế này. Đấy. Đây dòng cao này mình thấy có thêm một tam giác vào đây. Hoặc là open connector thì nó ra ký hiệu này, ký hiệu inside đấy, ở bên trong á. Hai Z thì nó ra cái này, xung này đó. Rồi đấy, mình để no symbol thì nó thế này. Hoặc là inside act, tức là cái cạnh ở bên trong, mình có thể dùng cái này clock đấy, nó có cái cạnh này. Mình để no symbol thì nó về cái này. Outside cũng vậy, nó có cái, đấy, ví dụ cái này chấm tròn, đúng không? Hoặc là cái này active đầu vào mức thấp, hoặc là output đấy tín hiệu chân ra mà kích hoạt active của nó là mức thấp, mà nếu không thì bỏ đi. Về outside đó như thế này, mình cứ để ý chỗ này này, nó thay đổi chỗ này này đấy. Thì thường là điện trở thì nó không có những cái chiều này thì mình để nguyên, mình không can thiệp vào. Rồi ở cái chỗ này là hay can thiệp nhất này. Đấy. Đây nó có cái model, cái góc ở phía dưới này này là trong cái cửa sổ thuộc tính nhé. Thường là nó có ở đây, có cái thư viện là tên, đây nó có chữ là kiểu là footprint. Đấy, cho nó mô tả cái gì đây, hai lỗ này. Đấy là lỗ xuyên qua mạch này, hai cái lỗ. Đấy. Và đường kính là nó có ghi đây này. 0.3. Đấy. Thế thì mình có thể chỉnh sửa cái này bằng cách là mình edit nó. Đó. Đây. Nên có cái mô tả mình đây. Cái tên này đây.
hơi mờ một chút đúng không? Sau đây nó gọi là có một cái dòng chữ cái thư viện BCP library, thư viện của BCP. Nó sử dụng cái footprint. Footprint là cái chân mạch in á, tức là cái chân mạch in, cái chân của linh kiện là chân mạch in á, nó gọi là footprint. Đấy. Thì trên linh khi mà in ra, khi mà in ra ngoài mạch in á thì nó sẽ có cái hình như, rộng như thế này. Đấy, giữa cái có hai cái nó vẽ một cái hình vuông này. Cái hình vuông này chẳng quan trọng gì hết, nó chỉ thể hiện ký hiệu ta biết cái này là điện trở thôi. Cái quan trọng là hai cái lỗ này này, hai bên này. Đấy. Thì nó sẽ liên quan đến việc mình cắm linh kiện vào cái bo mạch. Đấy. Thế thì cái footprint này nó đang đang lấy từ đâu? Từ cái thư viện này này. Đấy. Đây nó có cái này. Và nó sử dụng cái footprint from component từ cái thư viện là linh kiện. Đấy. Component library. Đấy nó còn liệt kê cái tên linh kiện đây cho mình. Đấy. Trong cái trường hợp mà mình không có cái này, nó không xuất hiện cái này. Đấy, ví dụ cái này đi, không không có thì mình sẽ phải tìm. Đúng không? Mình tìm. Trường hợp mình ấn any á, any thì hiện tại nó đã có sẵn đây và nó tìm ra được cái này cho mình rồi. Và dựa này nó thấy là tìm thấy ở cái đường dẫn đây này. Found in này, found in cái đường dẫn ở đây. Okay. Đấy, và cái thư viện mà nó tìm thấy cái footprint này. Còn nếu không thì mình thể biết cái tên ấy thì mình chọn đây. Đấy, nhưng mà thường là mình không nhớ cái tên nữa đâu. Vậy là cái đường dẫn. Đấy. Nếu mình biết đường dẫn thì mình tìm ở đây cũng được. Nha. Còn không cứ ấn any đi. Đấy. Còn nếu mình muốn đổi. Đấy, ví dụ muốn đổi cái này đi. Thì mình kích vào đây, vào. Đấy. Kích vào vào thì nó sẽ ra cho mình một cái cửa sổ cả cái thư viện trong này. Trong này có rất nhiều kiểu chân. Ví dụ đây là kiểu chân của mình này. Đấy. Mình thể cho nó to hơn, cái kiểu chân này là cũng rộng cái kiểu này nhưng mà nó kích thước nó to hơn. Với kiểu này to hơn nữa này. Đó, nó to hơn này. Đấy. Yeah. Đấy. Còn cái này là kiểu giãn. Đấy. Có nhiều cái kiểu khác nhau. Đấy kiểu của diode, đúng không? Đấy. Này. Đấy kiểu này cũng là một kiểu của nó này. Đấy. Đấy kiểu của tụ điện. Đấy. Đấy. Nếu như mình không có thay đổi cái kiểu mà kiểu mình in á, chân footprint của nó thì mình ấn ok. Đấy. Nhưng mình để nguyên cái này. Đấy. Còn bây giờ mình coi như mình không có cái này đi thì mình remove nó đi thì coi như không có này. Đấy. Mình bỏ hết đi. Thì bây giờ muốn có thì mình phải add lại. Đấy, add lại footprint. Thì khi add thì nó sẽ hỏi mình muốn add cái gì. Add một cái footprint thì mình kích footprint. Add một cái BCP 3D thì mình chọn cái này. Đấy, thì mình add cái footprint trước đi. Đó. Thì bây giờ nó không có. Không có thì mình sẽ phải tìm. Đấy. Mình kích vào cái browse á, nó sẽ ra cho mình cái này. Và mình có thể không biết thì mình cứ ấn mình lướt trên này. Đấy, nó ra cái này đây. Đấy, thích mình chọn cái này. Ok. Đó, nó ra cái này. Giờ mình add thêm một cái 3D nữa chẳng hạn. Thì mình ấn vào đây. Add 3D vào cho nó. Đó. Nhưng mà cái này nó không tìm thấy. Nếu mà dùng cái BCP 3D model á, từ cái này này, thì nó không tìm thấy cái thư viện 3D do cái con này. Thế mình thử tìm xem ở một cái chỗ khác có tìm được không. Ở đây nó hiện tại là nó không cho phép tìm được cái thư viện 3D của cái con này. Đó. Đó. Thì cái vấn đề mà liên kệ cái thư viện 3D này á thì mình sẽ làm một cái bài khác, nó hơi phức tạp một chút. Đấy. Cái này nó không có ý nghĩa, bỏ đi. Đấy. Như vậy ta đã chỉnh sửa được cả cái tham số liên quan đến một cái thành phần hay là một cái component. Khi mình đặt vào á, mình thế thì khi vẽ cái phần sơ đồ nguyên lý này, mình có thể đặt linh kiện, đặt hết tất cả linh kiện này. Xong bắt đầu mình vào từng cái một, mình chỉnh sửa. Đó, chỉnh sửa như thế này. Rồi mình vào đây mình chỉnh sửa tiếp. Đấy là EV2.
cái này thì bỏ đi, cái này thì ví dụ là bao nhiêu đó đúng không, thì cái này sửa lại đúng không đấy, để đặt lại thế này đấy. Và làm như này hết toàn bộ cái này, ví dụ có 100 linh kiện thì mình cứ làm đặt hết 100 linh kiện ra, xong là mình sửa cái tham số cho từng con linh kiện một. Thì phương pháp này cũng cũng được nhưng mà nó hơi hơi lâu. Còn mà cách thứ hai là ta sẽ khi đặt á, đấy, thì cái linh kiện đang trôi nổi thế này này, đang trôi nổi này, nó chưa có nằm xuống ở trên bản vẽ, mình sẽ ấn cái phím tab ở trên bàn phím đó, thì nó sẽ nhảy ra ngay cửa sổ này và mình chỉnh sửa ở đây, ví dụ e và không, cái này mình bỏ đi, cái này mình cho là 1 ký 2, cái này mình sẽ bỏ cái này đi, này mình bỏ đi. Footprint này á, mình sửa nó lên thành đây, chọn cái này sửa lên thành 04 đi chẳng hạn đó. Cho mình ok, cho mình ok bên này nữa thì nó sẽ ra mình đây đó. Và mình có thể đặt đặt một con, sau con thứ hai sẽ tự động nó sẽ cập nhật những cái tham số, nó tự động nó tăng cái tên định danh lên đó. Thì những cái con đầu á, mình chỉ sửa một con đầu thôi, sau nó cứ thả như vậy, nó cứ chạy. Thì những con sau sẽ tự động nó sẽ tăng cái tên định danh lên cho mình. Thì cách này nó sẽ nhanh hơn cái cách đầu, là mình chỉ sửa có một lần thôi, sau đó thì là mình không cần phải sửa lại nữa. Đấy, những cái tiếp theo nó sẽ tự động nó cập nhật cái tên định danh lên một, việc không thành việc một, rồi hai nó tự động nó làm cái việc đó. Đấy. Cách thứ ba nữa là chúng ta đặt cái linh kiện xuống cái này đó, và ta chỉ đặt một con thôi, chúng ta sửa cho nó, hiệu cái này là ever không, không sửa cái này để nguyên cũng được, 1k2 rồi cái này mình cũng bỏ đi. Đấy. Trong cái này mình thích thì mình sửa lại, edit nó đi thành 04 đúng không đấy, copy đấy. Bây giờ mình sẽ dùng cái phương mình đặt cái này đúng theo cái yêu cầu của mình rồi. Giờ mình sẽ làm cái bài toán là copy. Đó, mình ấn Ctrl C á để copy nó. Xong mình ấn Ctrl V để mình bắt nó ra. Đó, xong mình ấn tiếp cái này, Ctrl C. Mình copy nó ra này. Cho mình ấn tiếp cái này. Đó. Đấy. Thế thì cái cách này cũng nhanh nhưng mà cái nhược điểm là nó sẽ tạo ra cả cái linh kiện mà nó có trùng cái tên định danh của nó, mà yêu cầu thì không được phép trùng tên định danh. Thế thì xử lý cái này thế nào? Thì nếu mà đi sửa từng cái tên định danh một á, thì sửa thế này này, EV1 này, rồi đi sửa này thành EV2 này, thì nó cũng lâu, nó tốn thời gian. Thế bây giờ mình sẽ không có thực hiện cái việc sửa đó bằng thủ công như vậy, mà mình chọn cái cách nó nhanh hơn là mình kích vào cái phần tool ở trên này. Và phía dưới này nó có một cái đoạn nó gọi là reset các cái tên định danh. Thì nó có tên định danh nào nó sẽ reset hết. Đó. Reset lại toàn bộ. Thì hiện tại thì mình reset hết đi. Thì nó bảo có 12 tên định danh là toàn bộ ai về không hết. Nó reset luôn. Thì nó về chấm hỏi này. Chấm hỏi. Đấy, tức là nó bỏ hết cái phần số rồi. Sau đó mình sẽ dùng cái từ fork, fork đấy, đoạn này kích vào đấy, và mình ấn Z thì nó sẽ tự động nó cập nhật lại các tên định danh, và nó khác nhau nha. Bây giờ EV1, EV2 này, EV3, EV4 này, EV5, EV6 này, EV7, EV8 này đấy. Cách này thì mình sẽ đặt cái tên định danh cho các cái linh kiện một cách tự động. Thì ở đây nó có 4 năm cái dòng này để mình thực hiện liên quan đến những cái phần đặt tên định danh một cách tự động ở đây. Rồi, như vậy ta đã giới thiệu là các tham số này, đặt hết linh kiện sau chỉnh tham số sau này. Còn vừa đặt linh kiện vừa chỉnh tham số ấn phím tab. Đặt một linh kiện sau đó mình chỉnh cho nó, chỉnh tham số cho nó xong, mình copy ra. Đấy, và sau đó mình lại đặt lại cái tên định danh
thì nhớ là cách đặt tự động. Đấy. Bây giờ thêm cái phần là quay và lật linh kiện. Đấy, để kết thúc cái phần này. Thế thì một cái linh kiện khi đặt xuống cái này, mình có thể quay bằng cái ấn phím space á, đó, cái thanh dài dài trên bàn phím á, mình ấn thì nó sẽ quay. Đó, mình quay theo cái chiều mình mong muốn. Đúng không? Đấy. Còn nếu mình lỡ đặt nó xong rồi, đấy, như thế này này, bây giờ mình muốn quay cái linh kiện này thì mình kích chuột chãi vào nó và kẹo nó lên là nó nổi lên thế này này, nó trôi lên thế này này. Cho mình ấn space thì nó sẽ đấy, nó sẽ quay cho mình. Rồi còn lật thì sao? Lật thì lại một linh kiện khác. Ví dụ như là cái Atmega đi. Đấy. Cái này nó nằm ở trong cái thư viện này, nó không có ở đây. Tìm kiếm nó. Chữa cái này. Ok. Vào cái thư viện của nó ở đây, user public document. Đấy. Xong. Chọn đây, library. Ấn tìm kiếm. Thì nó ra cái này cho mình. Mình đặt cái này xuống. Mình sẽ hỏi mình à, cài đi. Đó. Đây này mình cho nó sang bên này đi. Đấy. Thế giờ cái này mình quay thì nó như thế này. Đó, nó sẽ quay. Đó, rồi quay như thế này. Đó. Mỗi lần ấn space á thì nó sẽ quay góc 90 độ. Đấy. Thế nhớ là cái chân 1 này, 2 3 4 đi theo cái chiều này, 40 bên này. Thì bây giờ nếu mình muốn lật để cho cái chân 1 nó sang bên này, chân 40 nó nhảy sang bên này, nó gọi lật theo chiều x. Thế thì mình sẽ ấn cái phím x trên bàn phím. Đó. Thì nó sẽ nhảy sang bên này. Đấy, 40 sang bên này, 1 sang bên này. Thế là mình kẹo nó nổi lên, kích chuột chãi vào á và kẹo nó nổi lên thế này, xong ấn phím x trên bàn phím. Đó, thì nó sẽ lật từ chiều này qua chiều kia theo cái trục x. Còn muốn lật cái phía dưới này này, nó lên phía trên và cái trên này xuống phía dưới. Thì nó gọi lật cái chân á, cái chân này này. Cái chân 20 thì nhảy lên phía trên này và chân 1 thì nhảy xuống dưới này. Thì nó gọi là lật theo trục y. Thì mình kẹo cái linh kiện nó nổi lên và mình ấn cái chữ y ở trên bàn phím. Đó, ấn y thì nó trên này. Đấy. Như vậy chúng ta đã giới thiệu xong cái phần là một là các tham số này và cách chỉnh tham số đó. Đúng không? Hai là các cái phương pháp đặt linh kiện làm sao cho nó nhanh. Đấy. Thì một là đặt hết toàn bộ, sau đó mình mới chỉnh tham số sau. Hai vừa đặt vừa chỉnh. Ba là đặt chỉnh một tham số cho chỉnh tham số cho một linh kiện cho copy ra. Đấy. Và các cái phương pháp quay và lật. Đấy. Quay cả cái thân linh kiện và lật, nên lật cái chân linh kiện. Cái chân nó theo hai chiều x và chiều y. Đấy. Thì cả cái bàn phím đã sử dụng ở đây là kết hợp với cái kết hợp với chuột phải, chuột chãi. Đấy, chuột chãi. Và phím tab ở trên bàn phím, rồi phím space, phím x và phím y. Đấy. Thì liên quan đến cái phần đặt linh kiện lên bản vẽ. Đấy.